thì các em có tổ chức cho gia đình mình hoặc là các bạn nhỏ một cái gì đó không? Còn riêng chị Nhung thì chị Nhung hôm nay sẽ dẫn bạn Thiên Thư và bé Tin đi đâu vậy? Thiên Thư chạy đi cắm trại. Và bé Tin Thiên Thư sẽ đi cắm trại ở ngay khu công viên nhà chị. Thì các em hãy cùng theo chân gia đình chị đi ra ngoài đó thử coi có gì vui không nha. Let's go. Em ơi, bây giờ cũng đã 10 giờ mấy rồi đó, mà bây giờ mình sẽ ra công viên mình cắm trại thôi các em ơi. Được không? Để chị Nhung làm cho. Của bé Tin là cái con gì đây? Con heo. Con heo. Còn của bạn Thiên Thư là cái gì đây Thiên Thư? Con gấu trúc. Vậy hả? Rồi gấu trúc gì mà bị bị sức đầu gãy cổ rồi. Rồi, vẫn còn chạy không đó. Yeah, vẫn còn chạy tốt thôi. Đẹp quá các em ơi. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi nào. Đây hả? Một cái đèn nến đi chị Nhung. Đây một cái đèn nến. Rồi thôi đưa chị Nhung cầm này cho Thiên Thư vô lấy đi. Ồ, đúng rồi. Nhưng mà có quẹt không? Có quẹt không? Có. Ủa nến đâu? Nến đâu? Nến ở ngoài đây. À nến ở đây. Rồi ok. Mình đi xuống trước đi các em ơi. Đi Thiên Thư, Tin đi xuống đi con. Rồi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa nào? Dạ rồi. Lên đường thôi. Có thể là tối nay mình sẽ ngủ ở cắm trại. Ngủ trong lều luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ khóa cửa đây luôn nha. Để nhà mà có ngủ thì cũng không cần phải chờ đợi mình. Rồi, con đi ra đi Tin. Hôm nay là con thức khuya, con quẩy nguyên đêm luôn á nha. Quẩy thì sao? Giờ này đèn Nhung Thư Shop vẫn còn sáng này các em ơi. Rồi, coi Thiên Thư kìa. Tay sắp nắp mang. Rồi con mở đèn lên đi. Chúng ta cùng đi rước đèn Trung Thu thôi nè. Đâu? Đèn Trung Thu đâu, sẵn sàng hết chưa? Wow, dễ thương quá các em ơi. Hát đi con. Em rất đèn ông có một đèn. Mình sẽ đến đó cắm trại chị Nhung à. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chọn địa điểm nha. Hay là qua bên kia chị Nhung. Đúng rồi, qua bên kia đi, qua bên kia đi. Các em ơi, các em còn nhớ cái khu này của chị Nhung không nè? Rất là tối luôn, nhưng mà hôm nay chị Nhung thấy có ánh sáng một chút. Tại vì tới rằm rồi nên là đèn sáng lắm các em ơi. Đúng vậy, đèn rất sáng. Nhanh lên con, nhanh lên, Tin có sợ không? Không có. Rồi, đâu có gì đâu sợ đúng không? Vui quá. Ê, coi chừng chó nha các bạn. Thì chúng ta sẽ mở lều ra nha. Bây giờ mình trước tiên mình sẽ đốt nến lên trước đi Thiên Thư ơi. Đẹp quá. Bây giờ các bạn. Bây giờ chị Hai sẽ mở lều ra. Con có mở đèn lên đi con cho sáng. Các bạn người đã thấy đường rồi. Bây giờ mình mở lều ra cho nó sáng nha. Nhung chạy thành lều ra. Rất là đã luôn á. Chị tối nay chắc chị Nhung với Thiên Thư để Tin ngủ ở đây luôn. Yeah. Ui, sao cuộc sống của Thiên Thư cái con này. Cái con này nó cứ bế tắc hoài. Ồ, đẹp quá mấy em ơi. Cái này mà cái này chết á. Người đó. Đây, bánh Trung Thu đây cả nhà ơi. Và không quên chị Nhung đem theo cái điện thoại để nhiều khi lỡ bất chắc không có đèn thì chúng ta cũng ơi, còn một cái đèn rất là sáng đây. Mình sẽ gọi food đi ăn đi chị Nhung. Khoan đã, trước tiên á mình muốn ăn food đi thì mình ăn bánh Trung Thu ăn mừng trước đi. Wow, nhiều bánh Trung Thu quá các em ơi. Như này mình sẽ ăn bánh Trung Thu này đi chị Nhung. Rồi mình ăn thử bánh Trung Thu đi nha. Và trước khi mình ăn bánh Trung Thu thì chị Nhung là muốn hát bài một cái bài gì đó về bánh Trung Thu. À con hỏi ở đây Trung Thu em rất đẹp. Tết Trung Thu em rất đẹp đi chơi. Em rất đẹp đi học phụ thuộc. Bỏ vậy Thiên Thư thiệt bó tay luôn á. Trời ơi bánh này lạ quá à. Cảm thấy tự nhiên đói bụng ghê luôn ha Thiên Thư ha. Dạ. Hình như ở đây không có một cơn gió nào hết. Chị Nhung cảm giác hơi bị nóng. Đúng rồi. Nóng không con, nóng không? Chị Nhung, hay là hồi mình ăn cái này xong mình gọi food đi, mình ăn. Ăn gì, muốn ăn food đi. Cái viên chiên nha. Cái viên chiên. Bây giờ mình gọi về đi, để hồi nó đóng cửa. Thôi thôi, giờ mình ăn này trước cái đã đi. Chị nghĩ là mình ăn cái này xong. Vậy chị Nhung có mang thêm tiền không? Hình như là chị Nhung có mang theo 200 ngàn nè các em ơi. Có 200 ngàn.
chắc được á, chắc được. Vậy Nhung nghĩ là chắc được. Thôi bây giờ mình sẽ ăn trong vòng 200 ngàn thì thôi được. Đúng quá nha. Đúng quá là cho Nhung hết tiền luôn á. Bây giờ thử thách 200 ngàn cho xong. À đâu, cho Nhung thử. Thử thách 200 ngàn ăn food đi đêm Trung Thu nha các em. Yeah. Rồi, ăn nè. Rồi bây giờ Tin ăn cái này đi, Tin ăn cái này nè. Ngon không? Thôi con ăn chung với mẹ đi nha. Mẹ ăn chung với con. Hai ăn này đi. Em ăn không có hết. Rồi, ok, chị Nhung thử coi. Chị Nhung bây giờ mình đặt food đi luôn. Chị Nhung để hồi mà để hồi nó đóng cửa chị Nhung mình. Ăn vặt cá viên chiên. Wow. Có gì không? Để chị đang ơi, Thiên Thư đã tìm được một chỗ bán cá viên chiên ở Nhà Bè luôn. Wow, ở đâu? Ở Nhà Bè. Bao nhiêu phút có, đói bụng quá rồi. Khoảng 23 phút nữa nó đóng cửa, bây giờ mình phải đặt nhanh. Đặt liền đi Thiên Thư ơi. Tin muốn ăn gì con, Tin muốn ăn gì? Sao vậy? Sao buồn quá vậy? Thôi kiếm liền cái khác đi, kiếm liền đi. Các bạn ơi, cuối cùng thì Thiên Thư đã đặt được một chỗ ở quận 1, 4 km. Ồ, vậy cũng được á, nhanh đi, đặt cái gì? À, chị Nhung thì chị Nhung ăn ăn cái viên chiên nha, với lại bò viên chiên, ok. Bao nhiêu một cây? 5.000 cây. Ok, chỗ rẻ. 4 cây đi. Ok. Rồi bò viên 2 cây đi. Có thời điểm nước không hả? Một củ cắt quen. Cái gì lại vậy? Tô viên chiên. Vậy hả? Anh cua không? Cái gì nữa? Anh cua. Thăm cua 6 ngàn. Ok, đơn sushi. Nói chung là mọi thứ đặt đây đi. Để mình ăn, mình trải nghiệm luôn đi. Hát cái game ha. Mọi thứ mua tại phòng cây. Nhung nghĩ là ra đây buổi tối rồi mà ngồi ăn cá viên chiên là chắc ngon lắm luôn á. Sẽ đỡ buồn, mình đặt hoài nhắc chiên. Hai cái này, Nhung nói là Nhung nghĩ là em cứ đặt hết đi. Em coi nhưng mà đừng quá 200 ngàn nha, cho mẹ không có tiền trả đó. Ok, và bây giờ mình sẽ đặt xong rồi mình ngồi, mình ăn. Mình sẽ chơi với nhau nha các em. Chị Nhung không biết là Trung Thu ở dưới các em như thế nào nữa, nhưng mà chị Nhung nghĩ năm nay chị Nhung ra đây cắm trại mùa Trung Thu thì chị Nhung nghĩ là một cái gì đó rất là ý nghĩa khi mà chị Nhung làm cái clip cắm trại ngoài trời. Nếu mà năm tới mà có coi lại thì chắc thấy vui lắm luôn á. Và chắc năm tới thì mấy đứa Tin cũng đã lớn rồi. Trời ơi, mấy đứa Tin tội nghiệp chưa, ngồi sao buồn dữ vậy. Vui đi. Nhảy đi con. Mở nhạc lên cái nghe vui liền ha. Cảm giác coi thế nào khi mà đi ra ngoài trời cắm trại? Đổ mồ hôi phải không? Nóng quá nè. Thấy vui. Vui không? Vui. Vui thì sao? 11:15 họ sẽ giao hàng cho mình. Ủa vậy hả? 11:15 luôn. Trời ơi, vậy là chắc đêm nay chắc phải ở ngoài đây tới 12:11 luôn á Thiên Thư. Đúng. Và bây giờ ba người mình sẽ nằm và đợi đi. Ngủ. Đúng. Và thưởng thức. Đúng. Một lát cá viên chiên sẽ tới. Đúng. Ok. Chị ôm đứa tin. Yeah. Yeah. Các em nhìn hai người này ngủ. Nằm ngủ luôn rồi các em ơi. Ê, ngủ thiệt hay chú bộ vậy? Xạo hả? Trời ơi, nằm thôi chứ không chịu ngủ. Bỏ tay luôn. Chị hai ra đây cho nó mát. Thì là một thảm hại là coi như là không có ai giao hả anh? Dạ, tại vô quán nó đóng cửa rồi chị. Trời ơi. Thôi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, rồi. Coi như là đêm nay Trung Thu tụi em đói rồi. Hôm nay trời sáng rồi nó bị giao. Rồi thôi cảm ơn anh nhiều nha. Ba trời sáng rồi Thiên nó bị... Thiên Thư ơi, giờ làm sao đây? Đế Tin ơi, giờ làm sao không có gì ăn hết, làm sao đây? Mai ngủ trời sáng kìa, anh bị giao. Bây giờ mẹ muốn ăn bây giờ hả? Bánh tráng trộn thử coi ta. Bánh tráng trộn thử đi. À, hồi ăn trước đêm có... khuya. Hình đó. Hồi trước mình có đặt cái tteokbokki ở đây nè. Đúng rồi, rồi em đặt đi. Hôm nay mình sẽ ăn món mới đi ha. Món gì vậy? Con muốn ăn món gì? Tteokbokki. Tteokbokki. Tin muốn ăn canh không Tin? Hay là mì? Mì. Mì hả? Mì ý không? Mì ý ha. Mì ok ý đi, nha. Mì ý đi. Mì ý gà đi. Ê, đừng có nhớ quá, 200 ngàn không có tiền trả đó nha. Ok. Trong khi chờ đợi. Vậy chưa có kêu ngủ mà đã khò rồi ha, mệt quá. Các em cùng chờ với gia đình chị nha, và mình sẽ nằm xuống đây và ngủ một chút. Trời ơi, Thiên Thư lại alo anh ơi, anh tới chưa? Rồi anh ơi, anh em ở đây nè anh, em ngay chỗ cái lều nè, anh thấy không? Đây nè, trước mặt anh nè, trước mặt anh. Wow, các em ơi, chị Nhung đã điện được food đi tới đây rồi. Và bây giờ chúng ta cùng lấy hàng thôi. Có 200 ngàn đủ thôi. 200 ngàn luôn nha. Đây.
Đây em gửi tiền anh. Cái em ơi, chị Nhung mua đúng 200 ngàn luôn. Và anh giao hàng dễ thương đã đem đến cho chị Nhung rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhập tiệc ha. Tiên ơi, bây giờ mình mở ra nha Tiên. Dạ. Rồi, mình sẽ mở ra bây giờ. Wow. Cái gì đây? Để trong. Ôi ôi, tóc bốc kỳ luôn. Wow, tương luôn. Cái gì? Được, các bạn ơi, ngon quá. Không thể tưởng tượng được. Bây giờ thì Tiếp Tiên đang mở gì đây? Chúng ta sẽ xem. Gì đó? Cái chắc cái lỡ nó ngọt hay sao? Mở ra coi. Trời ơi, ông ơi ông. Mấy mở đây nè. Vậy. Gì đó? Wow, một chai nước, matcha, trà, đúng rồi, trà xanh. Chị Nhung đã quay lại. Yeah, thích quá, thích quá. Hai chai luôn. Trời ơi, ủa nãy giờ Thiên Thư bày ra hả? Thiên Thư đã bày ra. Rồi, con xích ra bệnh. Con bày á. Con bày á hả? Trời ơi, hồi nãy buồn ngủ rồi mà giờ thích luôn. Hay quá ta. Chúng ta sẽ mở lại nha. Có hai chai trà sữa Thái nè. Nhìn cái này nhớ quá đi à. Lần Thiên Thư dành cho chị Nhung, bởi vậy kỳ này chị Nhung đặt hai chai luôn đó em ơi. Các bạn ơi, cái bạn ngon quá. Tóc ngon quá. Thơm quá. Cho tôi uống nữa nha. Rồi, ngày Trung Thu thì mình sẽ nhập tiệc, mình ăn đêm. Trời ơi, các em ơi, các em biết là chị Nhung và gia đình đợi tới gần 12 giờ luôn nè, các em có thể nhìn thấy luôn. Trời ơi, cái này cay lắm đó nha con, cái này cay lắm á. Thì phải ăn cái này nè. Hè, hồi nãy chị Nhung thì gì? Nhung chọn cái này nè, cơm cuộn trứng. Các em rất là ngon luôn nè. Vậy em sẽ để cho mấy bạn. Có bạn nào thèm không ta? Trời ơi, còn nóng hổi luôn kìa, khói xịt lên luôn. Của Thiên Thư là gì vậy? Tức bốc kì. À, tức bốc kì. Ủa, ngon quá à. Đâu cho chị Nhung thử đó. Chị Nhung khoe các bạn thấy. Các bạn thấy là trời ơi, các em ơi, tức bốc kì rất ngon luôn và khói ngun ngút luôn. Wow, hấp dẫn quá à. Cay không vậy? Cay không? Cay không? Cay. Chị Nhung mới lại bé Tiên ăn cái này đi. Khá ngon ha. Cái này không cay nè. Ôi, ngon quá mấy mình ơi. Giờ ăn tối là đặc lắm. Cái game bây giờ chúng ta hãy dọn dẹp về thôi.